Ngày hôm nay thì nói chuyện với mọi người một chút về cái cách chữa cái con chó nó bị hạ bàn, bị yếu chân nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thì cái cách chữa hạ bàn yếu chân nhanh nhất, hiệu quả nhất thì mọi người, rất nhiều người đều đã biết đến cái Cansinano này. Thì nó là cực kỳ hiệu quả rồi, nó hấp thu gọi là cực kỳ tốt, không nóng trong, không cẳng thận, rồi không, tức là không có những cái tác dụng phụ, và nó hấp thu cực kỳ tốt. Cái con chó nó hấp thụ được vào trong người, nó ăn nó hấp thụ được vào. Nhưng mà cái Cansinano này nó chưa đủ đâu. Mình thấy có nhiều người hỏi mình khi mà cái con chó cho dùng thì thấy nó cải thiện nhưng mà nó lại lâu hồi phục hoàn toàn. Thì mình phát hiện ra một cái vấn đề là mọi người có đang bị dùng khi mà mọi người điều trị là mọi người bị sai một cái. Nó xì ra đây. Mọi người bị sai một cái là gì? Là mọi người để cho con chó nó vận động mạnh. Cái đó là sai nha mọi người nhé. Khi mà chúng ta chữa cho con chó nó đang bị yếu chân, nó có thể hạ bàn ở chân trước, hoặc là cong chân vào, nó bị cong cái chân trước nó yếu quá, toàn bộ cả cái cẳng chân nó yếu quá, nó cong, hoặc là nó hạ bàn, hoặc là nó cong như thế, hoặc là chân sau nó bị yếu, thì nó đều có một cái là giống nhau ấy. Đó là cái con chó cái chân nó đang bị yếu và nó cần phải được vận động nhẹ để nó hồi phục mọi người nhé. Nó như kiểu là người chúng ta bị đau chân ạ. Người bị đau chân thì chúng ta phải kiêng đi lại. Đi lại là phải là nhẹ nhàng và đi lại ít thôi rồi mới tăng dần lên. Chứ như con chó ấy, thì khi mà chúng ta thấy nó bị chân nó bị yếu, nó bị hạ bàn thì chúng ta lại sốt ruột, là chúng ta lại cho nó vận động nhiều hơn thì dở rồi. Cho vận động nhiều hơn thì nó làm cái chân, bởi vì cái đấy là cái chân này nó đang bị yếu. Nhưng nó yếu cái này là nó không phải là yếu theo cái kiểu là do nó bị thiếu vận động, mà là nó yếu ở cái khớp và ở cái xương rồi, thì phải từ từ, chúng ta phải để nó từ từ để cho nó hồi phục lại đã, rồi khi ấy chúng ta mới có thể chúng ta cho nó vận động nhiều lên được. Là lúc vận động nhiều lên ấy, là để cho nó cái chân nó chắc khỏe, chứ còn để cho cái vận động nó chắc chắn, cái chân nó chắc khỏe, cái cơ bắp nó nổi này kia, chứ còn để cho con chó mà từ cái chân nó đang yếu nhá mà chúng ta cho nó vận động nhiều ấy, thì cái cho dù chúng ta cho cái Cansinano này, chúng ta cho nó hấp thụ, con chó nó hấp thụ tốt lắm, nó hồi phục nhanh lắm, nhưng nó vẫn không, với rất nhiều con là nó vẫn không thể hồi phục lại được, là cái chân cho nó thẳng tắp lại như là những cái con chó khỏe mạnh bình thường được. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó cứ hồi phục lên chân nó hơi khỏe tí thì nó lại vận động quá đà, cái chân nó lại 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 kiểu là nó có một cái độ bị đau khớp, tổn thương khớp, làm cho con chó nó lại cố tình nó nắn cái chân của nó để làm sao để cho nó hạ thấp cái trọng tâm xuống, cho nó vận động nó đỡ bị đau. Thế là thành ra là cái nhất đấy, như thế là nhất là cái chân sau là nó hay bị ảnh hưởng nhất, là bởi vì là khi mà con chó nó nặng người ấy, cái chân sau nó yếu, mà chúng ta bổ sung cái này, cái Cansinano này, thì cái chân sau nó sẽ khỏe lên rồi, nhưng mà nó vẫn chưa đủ khỏe để chịu được cái việc mà con chó nó vận động mạnh. Thì khi nó vận động mạnh ấy thì là cái lực nó đè lên cái khớp chân, cái chân sau nó rất là mạnh, nó rất là lớn, thành ra là con chó nó sẽ giảm lực bằng cách của nó hơi cong cong cái lưng của nó lên để nó hơi hạ thấp cái chân sau của nó xuống, để làm gì? Để nó giảm lực, để cho nó đỡ đau đó, mọi người hiểu như thế. Và nếu chúng ta cứ để cho con chó nó vận động mạnh khi mà con chó nó đang yếu chân nhá, mà chúng ta cứ để cho con chó vận động mạnh thì dần dần nó sẽ thành tật, nó sẽ thành một cái tật di chuyển, tức là theo kiểu nó thành một cái cách di chuyển, mà thành một cái thói quen. Mà cái thói quen đấy là cái thói quen là cái chân sau nó cứ hạ xuống, nó cứ hơi hạ cái chân sau xuống là để nó giảm lực đó, và lâu ngày thì nó sẽ thành tật, và lúc đấy thì có thể là nó để nó khắc phục nó khó lắm. Và cái này nó là cái kinh nghiệm xương máu là mình cũng đã gặp rồi, khi mà mình có một cái đàn chó nó lớn rất là nhanh, cái khung của nó rất là nhanh, thì khi mình thấy nó chân nó yếu ấy thì cái canxi là vẫn cho rồi, nhưng khi mình thấy chân nó yếu thì mình muốn tách chúng nó ra để cho chúng nó chơi theo kiểu là chúng nó đi lại thong thả thôi. Mình cho nó ra cái khoảng rộng ở bên cái trại cũ của mình cơ, mình cho ra cái khoảng rộng để cho nó đi lại, thì các bạn chăm ấy thì bạn lại nghe, có thể nghe ai nói hay như thế nào ấy, bạn lại sốt ruột, bạn lại kích thích để cho con chó nó vận động. Và thế là chỉ sau có 2 tuần thôi
là sang là cái chân con chó nó yếu hẳn đi so với cái lúc ban đầu. Ban đầu nó cái chân nó chỉ là hơi yếu thôi. Mình cho sang ấy để cho nó đi lại. Tức là bình thường mà nếu mà nó nô ở trong khoảng hẹp, mọi người tưởng tượng nếu mà con chó ở trong đàn nhé, nó có bạn chơi ấy, nó nô ở trong một cái khoảng hẹp thì con chó nó sẽ nô, nó cuồng lắm, nó cuồng chó, nó rầm rầm, nó làm rầm, và đấy là vận động mạnh, cần phải tránh khi con chó nó yếu chân. Thì mình muốn cho nó ra một cái chỗ để cho nó rộng rãi, thoải mái, mỗi con nó lang thang, mỗi con nó đi lại, nó muốn làm gì nó làm. Để làm gì? Để cho nó cũng là con chó nó vẫn được vận động, nhưng nó là vận động thong thả để cho nó hồi phục. Thì cái bạn chăm chó cho mình lúc trước ấy thì là bạn ấy lại kích thích để cho con chó nó chạy theo rồi này kia, thì thế đấy là cái mà đấy là cái bài học thực tế nhé, là mình cũng đã có những con chó như thế, nó lớn rất là nhanh và cái xương khớp của nó không đủ được, nó không bù đắp lại được, nó không thể chịu được cái độ tăng cân nhanh như thế. Đấy là với những con chó khung to là hay bị cái tình trạng đó. Một là khung to, tức là cái khung to ở đây là nó là người nó cao và nó dài, và nó hay bị cái tình trạng đó. Nếu nó tăng cân nhanh, những cái con gọi là tốt bụng, nó hấp thụ tốt thì nó tăng cân nhanh, thì cái xương khớp nó không chịu ở đâu. Cái đấy ai gặp thì sẽ biết. Còn bình thường mà nói ấy, mà mọi người, con chó của mọi người mà nếu mà với những cái con mà bình thường mọi người đã chăm bằng cái canxi nano này trong cái quá trình nó phát triển mà mọi người chăm từ bé ấy, thì có thể nói là hiếm gặp cái trường hợp mà nó bị chân nó bị hạ bàn hay là nó bị này kia lắm. Sau hạ bàn mới đến cong, tức là cái cong chân này, cái chân nó bị cong rồi, nó nặng hơn hạ bàn nhiều mọi người nhá. Hạ bàn là chỉ mỗi cái cổ chân thôi, chứ còn cái chân cong ấy là cả cái chân của nó, cả cái xương của nó quá yếu, mọi người tưởng tượng thế. Thì nó bị cong. Thì nếu mà chúng ta bổ sung cái này gọi là bổ sung hàng ngày ấy, thì cái con chó nó đang tuổi lớn thì nó không có cái tình trạng chân yếu đâu. Nhưng mà hiếm khi có tình trạng chân yếu, chỉ có rơi vào cái trường hợp những con đặc biệt thôi. Những con đặc biệt là những con khung nó quá to hoặc những con nó lớn quá nhanh, thì khi ấy là mọi người phải lưu ý trong những trường hợp đấy. Ngoài cái việc là với những cái con lớn nhanh và khung to ấy, ngoài cái việc là tăng cái lượng canxi nano này dùng rồi, thì chúng ta phải kiểm soát được cái vận động của nó, không cho nó vận động mạnh mọi người nhá. Không cho con chó nó vận động mạnh, chứ không phải là không cho con chó nó vận động nhá. Con chó nó phải được vận động, nó phải được đi lại, nó phải được tung tăng, nhưng mà nó chơi tung tăng thôi, chứ không phải là nó phi rầm rầm này kia. Cái vận động mạnh và cái vận động là hai cái mọi người phải phân biệt rõ cái đó. Và cái đó là cái quyết định ở trong cái việc là con chó nó hồi phục nhanh hay chậm, nó hồi phục được 100% hay là nó không hồi phục được 100%. Nó rất nhiều con ấy là nó chủ cứ để cho nó vận động mạnh, cứ bổ sung cái canxi này thì nó chắc nó chỉ hồi phục khoảng 90% thôi. Nó sẽ không, chân nó không khỏe được như là những cái con khác ở trong đàn, mà nó vẫn cứ yếu hơn một chút. Đó là bởi vì nó rơi vào cái trường hợp là chủ để cho nó vận động mạnh, cứ để cho nó vận động mạnh, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái gọi là cái thói quen vận động của nó, là nó cứ hơi hạ thấp cái người của nó xuống để cho nó giảm cái sức tì lên xương, lên khớp của nó. Đó thì cái đó là mọi người phải lưu ý là khi mà chúng ta dùng cái canxi nano này để mà chúng ta chữa cho những cái con chó mà nó bị chân cong, chân yếu hạ bàn đó, thì ngoài cái việc bổ sung cái canxi nano này, chúng ta phải kiểm soát cái vận động, không được để cho con chó của chúng ta nó vận động mạnh. Đi lại thong thả thoải mái là tốt, là khuyến khích. Nhưng mà mọi người tưởng tượng vận động mạnh nó xảy ra trường hợp nào? Một ấy, là chúng ta chơi với chúng nó, ném đồ này cho chúng nó chạy, cho nó đuổi theo là một này. Hai nữa là khi mà nhà có hai hoặc ba con chó nó chơi với nhau, thì khi ấy nó nô, nó vờn nhau này kia là chúng ta sẽ phải tránh. Thì nếu mà chúng ta tránh được như thế thì con chó nó hồi phục nhanh lắm. Nó chỉ sau khoảng tầm 10 ngày thôi. Hoặc là nếu mà con nào chậm sau 20 ngày thôi là chân nó đã khỏe rồi, chân nó khỏe về như bình thường rồi, thì khi ấy chúng ta để cho nó vận động thoải mái, ok. Và nhưng mà với những con chó khung to nhá, là mọi người vẫn phải lưu ý một cái điều là chúng ta phải luôn luôn chúng ta để ý thấy chân nó hơi yếu cái, chúng ta lại phải hạn chế cái việc mà cho nó vận động mạnh ngay. Vì trong cái quá trình lớn ấy là cái xương, cái khớp xương của con chó ấy, nó không phát triển kịp theo cái cân nặng của con chó. Thì trong những trường hợp đấy là chúng ta phải lưu ý đó. Về cái con Siano này thì có gần đây là có 2-3 bạn hỏi là cái canxi nano này thì các bạn ấy dùng thì các bạn ấy khen là tốt lắm, nó hồi phục nhanh lắm. Nhưng mà
cái chân nó vẫn không hồi phục lại được hết, mà trong khi bình thường thì mình nói là nó chỉ thường thường có chỉ 2 tuần 3 tuần sau thôi là cái chân nó sẽ hồi phục lại, mà các bạn dùng 1 tháng thì nó hồi phục nhưng nó vẫn không thể khỏe lại, nhất là cái chân sau. Còn cái chân trước thì nó khỏe nhanh lắm, cái chân trước thì nó sẽ thẳng lại nhanh, rất là nhanh thôi, chỉ 2 tuần thôi là nó thẳng lại rồi. Nhưng cái chân sau nó sẽ khó hơn nhiều, vì cái sức nặng và cái kiểu vận động của con chó là khi mà nó chồm lên là lực nó dồn vào chân sau nó chịu lực nhiều hơn chân trước. Đó, mọi người hiểu là như thế. Thì chân sau nó sẽ khó hơn, nó sẽ lâu hơn, nhưng đó là các bạn ấy thắc mắc là vì sao mà nó hồi phục nhanh lắm nhưng đến một cái cỡ nào đấy là nó chứng lại, không thấy nó có tiến triển gì thêm gì nhiều. Là bởi vì là hỏi ra thì các bạn đều là các bạn vẫn để cho con chó nó vận động mạnh như bình thường, các bạn không có kiêng cái đấy, là cái đấy là các bạn phải lưu ý nhé, là phải kiêng cái vận động mạnh 2 hoặc 3 tuần để cho chân con chó nó hồi phục lại đi,